cái này phôi trang đỏ lá nhỏ nha. Phôi này khủng luôn nè. Các bạn chưa thấy cái cụm này luôn, cái cụm này có thể cụm này 40 luôn nè. Nó lên 5 thân nha mấy bạn, nó dính lại một cụm đế luôn nè. Đế đẹp, thiệt là đẹp luôn. Dính lại nè. Mấy cái này mình mới vừa bứng luôn. Nguyên một cái bụi chà bá luôn. Cắt lại nè, còn bao nhiêu đây nè. 5 thân nha. Cái cụm chỗ này là mình cầm vô là 40 nè. Sao nó đưa kẹp xuống luôn nè. Khó quay quá. Nếu mà ấy không được, mai mình phải làm lại, mình bán mới được. Rễ quá trời nè. Con sẽ rễ bự tráng ở trước lên. Cái này phải xuống đế cho mới vào, cái cây nó mới đẹp. Nguyên một cái cầm trang thì đâu có sợ chết, mà sao mới bứng. To, cây này khá là to. Dạ yeah. Bự quá trời. Phôi trang vậy là hiếm luôn. Trang đỏ nha. Nó bự lắm. Cái này coi như tính so với trang đỏ là cái cụm này là bự rồi đó. Cụm này khá là bự. Bự mà nó đẹp nữa. Chứ không phải nó bự, nó cũng có duyên. Nó có một cái chiều sâu như một cái rừng trang các bạn thấy không? Này mình chưa cắt, không bây giờ nhiều khi ý người ta cắt khác, mình cắt khác nên không muốn cắt. Dạ mày, chứ cái cụm so với bụi trang là cái bụi kia này là nó bự rồi đó. Mai mình sẽ quấn bầu là mình gửi. Bầu